Vâng, xin chào bác, chào anh em. Tiếp tục video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với bác các anh em một cái mẫu vang số đến từ thương hiệu của đế bề cổ tích S690. Đế bề cổ tích S690. Đây là một trong dòng vang số của DB hay là những dạng vang số gọi là phân khúc tầm cao mà anh em rất là ưa thích. Các bác thợ chuyên đi nắp phòng hay là những anh em mua về để làm show, làm sự kiện cực kỳ thích MS690 này. Lý do mà anh em, đa số anh em thích mẫu này nó đó là nó có một cái chip xử lý rất là cao, 21571. Đấy, chip DSP 21571. Nếu như anh em mà chơi âm thanh, tìm hiểu về vang số hay là chơi vang số nhiều thì anh em nghe đến cái tên chip 21571 này thì các bác sẽ biết luôn nó là một trong dòng chip đời gần như nó đang là cao nhất thời điểm hiện tại rồi. Một con chip xử lý rất là tốt. Và đặc biệt hơn khi mà em S690 này thì anh em lắp ở trong phòng kín khoảng tầm 25 đến 30 mét thì con này có một đặc điểm rất là hay. Đó là triệt tiêu được những tiếng ồn ở trong phòng thì rất là tốt luôn đấy. Rất nhiều anh em lựa chọn những con này để lắp phòng karaoke. Quay kỹ hơn một chút về thiết kế của con DBS690 này. Màn hình cũng khá là lớn. Các phím, các núm chỉnh này rất chi tiết. Đặc biệt như khi các chế độ này, để chọn các chế độ có ghi rất rõ ràng đây. Chi tiết như này thì các bác anh em sẽ rất tiện sử dụng. Chọn 3 chế độ này, 3 chế độ nó làm nút riêng luôn để các bác gọi trực tiếp vào luôn này. Chỉnh mic, chỉnh effect, nhạc, chỉnh súp, chỉnh ven, system. Đấy, nó chi tiết luôn đây luôn. Anh em có thể là chỉnh tay nó cũng thuận tiện rất nhiều. Phụ kiện khi mà anh em mua sản phẩm vang số DBS690 này từ bên em thì sẽ bao gồm những cái này là của nó luôn này, điều khiển này, dây kết nối ống này đặc biệt một tí thì nó là hai đầu USB, dây nguồn. Thì bên ngoài những cái đó bên em sẽ tặng thêm cho các bác dây kết nối này, dây kết nối để anh em kết nối vào âm ni hay vào đẩy thì anh em báo em sẽ gửi cho các bác dây để kết nối được vào sản phẩm của nhà mình nhé. Và một cái nữa là bên em có tặng cho các bác anh em một con mic dây Tomahawk trị giá là 400.000 đồng. Và một cái nữa mà bên em đặc biệt tặng cho các bác các anh em khi mà mua hàng bên em nữa, đó là một gói combo setup tại nhà trị giá 600.000 đồng. Đây là cái bộ RTA này để chuyên đi nắp phòng và chỉnh vang số đây, chỉnh vang số, chỉnh code server hay là chỉnh mixer số đấy. Trong khoảng cách từ 15 đến 20 km thì bên em sẽ setup tận nơi cho bác nha, giao hàng tận nơi, setup tận nơi. Còn các bác nào ở xa thì bên em có thể là hỗ trợ setup online. Đấy, tất cả đều được miễn phí ship đến tận nhà cho các bác. Con này thì chắc là cũng không cần giới thiệu quá nhiều đâu. Em sẽ thử 1-2 tiếng mic để anh em nghe nhé. Còn thử nhạc thì anh em thông cảm một chút, là thời điểm gần đây thì em sẽ hơi hạn chế một tí xíu. Anh em nào muốn thử trực tiếp nhạc con này thì một là các bác nghe nhạc không bản quyền. Chứ còn nhạc mà em test cho các bác như mấy video trước là nó bị đánh bản quyền nên là khá nguy hiểm. Nên là hôm nay em xin phép các bác là em chỉ test mic thôi nhá. Test tiếng effect của nó này. Em chưa chỉnh cái gì nữa nhá. Mà chế độ mặc định của nó thôi. Em thử bác này. L567. Alo. Đấy, đây là mức 1. Mốt 1 nhá. Chọn ra mốt 2 này. Alo. 567. Alo. Có chế độ mà set up sẵn cho các bác rồi nên tinh chỉnh thêm nó khá đơn giản thôi. Em có thể hỗ trợ set up trước cho các bác khi mà anh em mua xa hoặc set up online cho các bác được. Anh em ở gần trong khoảng cách từ 15 đến 2 km thì bên em sẽ set up tận nơi cho các bác nhé. Anh em có nhu cầu về sản phẩm này, DBS690 này thì có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của bên em hoặc là comment thông tin liên hệ phía bên dưới. Anh em xem video có thể cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn các bác, hẹn anh em ở video tiếp theo.